Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh còn tăng cường hoạt động các chốt kiểm tra đường bộ, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến tỉnh Bạc Liêu, nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Chuyên mục an toàn giao thông kỳ này sẽ phản ánh rõ hơn về các hoạt động kiểm soát đường bộ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch luôn luôn miệt mài bám chốt, đo thân nhiệt, tổ chức cho các chủ phương tiện khai báo y tế, kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt, nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, người áp tải hàng hóa khi có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực để đảm bảo lưu thông nhanh nhất. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất sự xâm nhập lây lan của dịch bệnh vào địa bàn tỉnh. Tại chốt kiểm soát số 6 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, là cửa ngõ của tỉnh từ các tỉnh lân cận vào Bạc Liêu. Mỗi ngày, các lực lượng cảnh sát giao thông, quân sự, y tế, thanh tra giao thông, các lực lượng phối hợp bám chốt ngày đêm 24/24. Tại đây, cảnh sát giao thông tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng chống dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát giao thông còn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực chốt kiểm dịch, phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông vào chốt kiểm soát phòng chống dịch để thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, nhằm kiểm soát tốt người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi ngày, lực lượng đã kiểm tra trên 1.000 lượt phương tiện lưu thông qua chốt. Phân công bố trí lực lượng để tiến hành tuần tra kiểm soát và hỗ trợ với công tác phòng dịch. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông số 2 đã phân công 12 đồng chí tham gia 4 cái chốt kiểm soát dịch bệnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì cái chốt này luân phiên với nhau túc trực 24/24, có cái nhiệm vụ là phối hợp với các cái lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát tất cả các cái phương tiện khi ra vào tỉnh. Cái lực lượng thứ hai nữa là phân công 3 đồng chí cắm tại 3 cái đơn vị huyện thị trên cái tuyến quốc lộ, phân công bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, vừa tham gia cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Song song đó, đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, lồng ghép công tác tuần tra lưu động, kiểm soát với tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch,
đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Một số người ra đường không có lý do chính đáng hoặc không có giấy đi đường được lực lượng nhắc nhở yêu cầu buộc quay trở về. Thì lấy thuốc đó chị, mà ở trên em thì không có phát giấy đi đường. Tại nên em cũng không biết nữa nên em mới đi xuống đây, giờ cũng mấy anh cũng thông cảm cho em về, giờ em cũng quay về chứ em. Thì đi thì giấy tờ, giấy đi đường phải đầy đủ, rồi có giấy phép lái xe, rồi như giấy quyết định của ủy ban cho mình đi về công tác vụ mục đích nào đó rõ ràng. Trong thiết bị thiết yếu của em là đây, do em làm bên dược á, thì nên ủy ban cũng hỗ trợ cho. Từ khi dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh thành trong khu vực diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu đã thành lập tổng cộng 72 chốt kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh đã thành lập 6 chốt kiểm soát giao thông ở các cửa ngõ ra vào địa bàn. Theo đó, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn, Phòng Cảnh sát Giao thông đều bố trí từ 2 cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác về tỉnh. Qua đó, nếu phát hiện vi phạm về hoạt động vận tải, quy định về an toàn giao thông sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi xác định là thực hiện xong lúc là hai nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ là đảm bảo trật tự giao thông. Thứ hai là nhiệm vụ là tham gia phòng chống dịch. Thì về nhiệm vụ đảm bảo giao thông thì chúng tôi sẽ tổ chức là các cái ga tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Thì tình hình trật tự giao thông từ khi mà đợt dịch lần thứ tư đến nay, bùng phát lần thứ tư đến nay thì cơ bản là tình hình trật tự giao thông là đảm bảo. Thứ hai nữa là nhiệm vụ thứ hai chúng tôi là thực hiện song hành, đó là cái tham gia các cái chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ. Thì chúng tôi đã cử lực lượng trực tiếp tham gia tại các chốt để kiểm soát cái người và phương tiện khi xuất nhập tỉnh đối với tỉnh Bạc Liêu. Thì báo cáo đồng chí thì đến thời điểm này thì tình hình hoạt động của cái chốt thì cũng đảm bảo tốt các cái chỉ đạo của các cấp về các phòng chống dịch. Thì trong đó thì đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý về các cái trường hợp vi phạm, mà trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố thì tổ chức tuần tra kiểm soát, thì qua đó chúng tôi đã phát hiện được là xử lý được 14 trường hợp ra đường mà khi không có cái yêu cầu lý do chính đáng hoặc là không phù hợp cần thiết, thì chúng tôi đã xử lý được 14 trường hợp. Thì đó là những cái kết quả là tôi đã làm trong thời gian mà dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Thì để trong thời gian tới, để chúng tôi tiếp tục là tổ chức các ca tuần tra kiểm soát để đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh, cũng như là làm tốt các công tác phòng chống dịch và tham gia các cái chốt kiểm soát đảm bảo. Là huyện cửa ngõ của tỉnh, Vĩnh Lợi đã thành lập 17 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong đó có 3 chốt của tỉnh. Các chốt kiểm soát chủ yếu đóng ở các xã Châu Hưng Nga, Châu Thới, Hưng Thành, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng Nga. Thời gian qua, các chốt này đã đảm bảo việc thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh 24/24. Thực hiện kế hoạch của ban tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh thì về việc thành lập các cái chốt trên địa bàn tỉnh, thì qua đó thì đối với các cái trục do tỉnh quản lý thì trên địa bàn huyện có thành lập 2 cái chốt đường bộ và 1 đường thủy. Thì cũng đồng hành với cái kế hoạch trên đó, ủy ban huyện, ban chỉ đạo huyện cũng đã thành lập thêm là 14 chốt trên địa bàn của huyện. Thì nhìn chung thì tất cả các chốt trên địa bàn huyện thì có nhiệm vụ được kiểm soát người ngoài tỉnh về địa bàn. Thì đa số là kiểm soát các cái tỉnh vùng trên, đặc biệt là giáp ranh của tỉnh Sóc Trăng. Thì các cái chốt này thì bao gồm lực lượng là công an, quân sự, y tế, lực lượng đoàn viên thanh niên, người mặt trận đoàn thể cũng tham gia để chia ca trực để kiểm soát tốt cái việc người đi vào địa bàn. Thì về hiệu quả thì các cái chốt này thì trong thời gian qua thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, kịp thời phát hiện những ca mà dương tính với SARS-CoV-2, rồi báo cáo cơ quan y tế để tiến hành cách ly điều trị đúng theo quy định. Thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch đó, thì người dân ra đường cũng như doanh nghiệp thì phải đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện theo quy định.
tại chốt Gia Hội thuộc xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Đây là chốt kiểm soát người và phương tiện liên tỉnh giáp với Sóc Trăng. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ hàng đầu được ưu tiên vào thời điểm này, công an xã luôn tập trung cao độ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Hiện nay thì chỗ địa bàn xã Hưng Thành là có cái đặc trưng là giáp ranh với nhiều địa bàn giáp ranh các xã bạn như là Mỹ Xuyên, Hòa Tú và thị xã Diệp Châu. Với cái đặc thù là địa bàn giáp ranh như trên thì cái lưu lượng xe, xe mô tô vận chuyển cái tôm giống, tôm thịt cũng như là những lưu lượng xe tải vận chuyển hàng hóa từ địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các địa bàn tỉnh bạn thường xuyên lưu thông, cái lưu lượng rất là đông. Trên tinh thần đó thì chỗ ban chỉ huy công an xã cũng đã là phân công lực lượng đứng chốt chặn cùng với lực lượng quân sự, y tế, các cái ban ngành đoàn thể để làm cái công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn bà con thực hiện đảm bảo các biện pháp 5K trong cái quá trình lưu chuyển hàng hóa cũng như là đi lại. Đồng thời là ban chỉ huy công an xã cũng đưa ra cái chủ trương xử lý nghiêm những cái trường hợp mà không chấp hành hoặc là cố tình chống đối lực lượng. Từ khi thành lập chốt đến nay, mỗi ngày đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vĩnh Lợi phân công các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt xuyên suốt. Dù trời nắng hay mưa gió, các anh luôn bám trụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, vừa đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thì bên cái cạnh đó thì cũng đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông, như là người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, cũng như là không có gương chiếu hậu theo quy định, thì anh em cũng tiến hành lập biên bản và đồng thời nhắc nhở những cái số trường hợp để đảm bảo cái về cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cái chốt chặn. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với lực lượng là công an cơ sở chốt chặn là thêm một cái chốt phụ để đảm bảo chặt tất cả các loại phương tiện ra khi vào tỉnh thì được kiểm soát. Trong khi trong đó là cái chú trọng nhất là cái phương tiện xe mô tô hai bánh mà đi từ cái địa bàn của Sóc Trăng vào địa bàn địa phận của huyện Vĩnh Lợi, thực hiện cái quyết định của đảng ủy và ban chỉ huy công an huyện là thành lập hai cái tổ tuần tra lưu động khép kín địa bàn để đảm bảo là cái công tác phòng chống dịch xuyên suốt 24/24. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Hòa Bình đã chủ động thành lập nhiều chốt kiểm soát, trong đó công an huyện có 5 chốt cố định và 2 chốt lưu động. Ở những điểm này đều có lực lượng cảnh sát giao thông huyện, các phòng nghiệp vụ, quân sự tham gia trực chiến xuyên suốt ngày đêm. Từ khi thực hiện chỉ thị 16 đến nay, công an huyện đã xử lý 42 trường hợp ra đường không cần thiết với tổng số tiền trên 68 triệu đồng. Đây cũng là nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện trong thời điểm hiện nay. Và chúng tôi cũng đã thực hiện các cái giải pháp kéo giảm, kiềm chế từ đây đến cuối năm. Đây là một trong những cái nhiệm vụ mà công an huyện đã đưa vào cái nghị quyết để thực hiện. Nên là chúng tôi cũng đang tập trung quyết liệt cái này. Thì báo chí là hiện nay là thực hiện cái phòng chống Covid và cách xã hội thì chúng tôi thiết lập nhiều chốt chặn trên các cái tuyến huyện. Nên là cái mật độ tham gia giao thông là hiện nay thì cũng tương đối giảm, nhưng mà thông thường á, sau khi mà hết dịch á, thì phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Thì chúng tôi đã lường trước được cái này, khi mà tình hình dịch bệnh đã ổn định á, thì chúng tôi tăng cường lượng 24/24. Khi cái tuyến nào mà thuộc huyện phụ trách á, thì chúng tôi duy trì lượng huyện. Cái tuyến nào mà phối hợp với giao thông tỉnh á, thì là phối hợp thường xuyên để đảm bảo cái tuần tra kiểm soát. Rồi chúng tôi xác định á, cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là một trong những cái giải pháp cơ bản nhất để làm dừng và giảm tai nạn giao thông. Có thể nói, nhờ những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng khác tại các chốt kiểm soát dịch đã góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, với chức năng và nhiệm vụ được phân công, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vững vàng trên mặt trận phòng chống dịch,
là tấm lá chắn vững chắc, quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.